Đây là phần cuối cùng của cái video test nhớt. Thì như hai phần trước các bạn đã coi là mình đã làm hết công đoạn để thử nghiệm một số cái mẫu nhớt. Thì cái phần này là phần mình làm cuối cùng, là mình thử những mẫu còn lại. Hy vọng là với video này thì sẽ giúp cho các bạn có thêm một mớ kiến thức trong ngành xe máy. Ráng chịu cực. Ủa nhớ lần này không nóng à? Lần nào nóng nhất?
cái lần mà em xả nhất cũ nào ra nóng nóng nhất? Lần thứ hai hả? Lần thứ hai có nghĩa là lần đầu. Xìu. Cái lon vừa rồi cũng nóng quá các bạn. Lon vừa rồi nóng. Còn lon này? Không nóng. Lon vừa rồi đúng chúng ta dùng rồi, lon vừa chúng ta dùng rồi. Hơi ấm. Không, bây giờ em nhớ lại hết là tất cả những lần em xả em nhớ lại không? Em nhớ được hai lần, cái lon vừa rồi là nóng, cái lần trước nữa là hai lần. Là hai lần nó nóng nhiều. Nóng. Cái lần này là xả lại không nóng. Lần này là cái mẫu này mẫu có khoáng, mẫu có khoáng cuối cùng, mẫu có khoáng rồi, ok rồi, được rồi, nhớ không? Đang quay quay cái nhất cũ rồi, nhưng chậm bắt cọc chắc cái này nó lạ là chính anh Phong xả ra, anh Phong đó là cái hai cái trước á xả ra rất là nóng, mà này xả ra nó ấm. À, mặc dù nhiệt độ như thế này mình thấy là nhiệt độ nó cao rõ ràng mà không biết sao nó mau nguội, à, có nghĩa là nó mau nghe về nó mau nguội, còn nóng thì nó có nóng nhưng mà nó mau nguội, nó giải nhiệt lẹ lắm. À, anh Phong đó là xả cái này ra là nó còn mau nguội. Đầu tiên cái nóng đầu tiên cảm nhận là cái mô tuôn đúng không, cái mình thử trước đó là mô tuôn rồi tới cái loại ăn lên 300 đúng không, là hai cái trước đó là anh Phong đó là xả ra nóng. Bây giờ cái loại này thì anh Phong nó là xả ra thì nó đỡ nóng, hả ra không? Không, cái mô tuôn với lại cái ăn lơ 300 là nóng. À, cái này nó mau nguội hơn. À, cái này giờ Phong nó xả ra nó dễ mắm thôi. Quên đo cái đoạn đó, mình không có nghĩ là đo cái đoạn xả ra. Rồi, nó cũng lỏng lắm. Ê, cái này, khoan cho mình mượn một cái nắp cơ các bạn. Cái này hình như là nó sệt hơn hay sao á. Cái độ đặc nó đặc hơn, nó không có loãng như mấy cái nhớ kia. Đặc hơn cái đồng vàng. Đặc hơn không? Đặc hơn cái trước đó. Rồi đặc hơn so với mấy cái sale can test rồi không? Đó nhưng mà màu vàng nó đặc hơn. Cái 300 màu vàng đặc hơn. Cái này đặc hơn hay là 300 màu vàng? Cái này đặc hơn. Ok, rồi, xong. Rồi cái mẫu kia đi. Cái đó làm sao em? Đó cái này. Loãng hơn là mẫu 2 nãy. Cái này nó là đỡ, sao? Đỡ, cỡ đó, cỡ mẫu 2. Thì nói với mẫu 2 là ủa nó loãng hơn hay là nó giống như cái mẫu vừa rồi? Giống như mẫu vừa rồi. Giống như thì đúng 2. Rồi, nói với mẫu vừa rồi nó cùng gần giống công thức mà. Có cái màu vàng 300 thì nó lỏng nhất. Ừ. Cái vàng 300 thì nó lỏng đúng không? Dạ. Thank you.
sức mạnh hơn mẫu một, đúng không? Hả? Hả? À, cái này là mẫu một là thấy là nó hơn cái kia đúng không? Đang chờ tín hiệu rồi thôi, mở cái màn hình lên trước rồi thôi. Hồi nãy em ghi lại là được nhiêu? Nhiệt độ là thấy nó là 107 đúng không? Không phải nghe nóng hơn à? Nhiệt độ cũng ổn nè, nhưng mà chậm nóng, chậm nóng hơn. 107 độ nè. 15 mấy, bắt vô là 15 8 mấy liền luôn á, thấy 15 8 mấy liền đúng không? Rồi tới nhiêu? Rồi lên tháng 7, rõ ràng cái này mạnh hơn, đúng không? Cái này vô là thấy mạnh hơn liền. Ôn nè, mới chậm nóng nè. 107 nè, 15, 80, dưới 15, 87. Rồi, cái thí nghiệm này nữa, rồi. Thì thấy rõ ràng là hai cái phân khúc này, hai ông này đều nóng, nhưng mà ông này có vẻ là nó ok hơn đúng không? Đúng không? Số là do nó có liền luôn. Còn ông này nãy nó phải quýnh tới lần thứ ba nó mới lên được tới đó. Còn lần đầu thì không tới, không được 57. Đó thì hai cái nhóm có khoán này của họ, họ tự so sánh thì mình sẽ cung cấp cái này cho họ để mà họ biết họ chọn sản xuất mẫu nào, đúng không? Rồi giờ mình thử tới cái fully là cái cuối cùng, thử coi là fully sẽ hơn tất cả những cái gốc khoán với cái tổng hợp không? Mà tôi nghĩ nếu mà nó không phẩm hơn thì chúng ta không có tốn tiền mua chạy nhất mấy trăm ngàn làm gì, đúng không? Rồi thử làm cuối. Nóng hơn cái gì rồi thầy? Nóng hơn cái gì rồi? Đúng rồi. Xả là nóng hơn cái gì rồi đúng không? Rồi nó cũng màu sắc cũng y vậy thôi, thấy cơ bản về quang học thì cũng y vậy. Rồi bây giờ vậy đổ cái fully ha, đổ fully vô. Rồi ok. Rồi cho mượn cái chai này luôn. Cái chai này là 1 lít mốt sẵn luôn nè, sản xuất 1 lít 3 hả? 1 lít 3 là size chia thì được đúng không? Size chia sang cơ rồi, size chia FI rồi 3. Rồi đổ lít mốt thôi nha. Nó lỏng vậy, nó lỏng luôn à, như nước luôn à. Rồi vô rồi, đổ đi. Sao chưa đủ đâu, nghiêng nằm ngang cái chai này, nằm ngang cái chai đi. Rồi ok được rồi đó. Mình không bị mấy ông bán nhớ ngọc vụ đúng không? Chứ mua fully mất gấp 3 lần mà fully giờ nó không cải thiện, nó không có gì khác biệt thì mình học chưa được cái vụ à. Ha, nhưng mà cái này cũng phải nói công bằng thì rõ ràng là nãy giờ cái dầu bóng khoáng với lại bán tổng hợp, mà nếu nó là dầu nhất mới thì có phải là nó sẽ làm động cơ tốt hơn dầu cũ không, đúng không? Cái mắt là vậy. Còn bây giờ rõ ràng cái fully này tôi mới đổ vô tôi thấy nó rất là loãng, rất là loãng. Còn bây giờ thử coi là cái nhớt nhẹ như vậy nó có giúp cái xe này giống như nhớt cái nhẹ đó, nó không có gây lực cản cho máy thì nó có gì đó vượt trội không? Chứ còn không thì xưa giờ chắc là mình bị dắt rồi, đúng không? Xưa giờ mình bị dắt cái vụ fully rồi. Rồi giờ thử coi, hy vọng là có điều bất ngờ xảy ra. Rồi cái nào chạy bắt đầu quay không?
độ, tức là cuối nó mới lên 103, đúng không? Các bạn thấy là gần cuối nó lên 103 rồi sau đó 105, thấy rõ ràng. Hồi nãy ở bao nhiêu rồi em ta? Này 7.000, 6.000 mấy cái trước nó ở nhiêu? Thành ơi, Thành, em mở file trước đó rồi, cái đỉnh máy đó ở bao nhiêu rồi em? File trước đó, trước đó 1-2 file rồi đó. Hồi nãy mình có bỏ mấy cái là do lúc đó cái mắt nó bị lỗi. 15.8 cũng ở bao nhiêu đó rồi em, mà các bạn thấy không? Cũng ở khoảng đó rồi em à. Mà cái này rõ ràng là đúng, là fully, rõ ràng mình phải công nhận là fully nó tốt được, đúng không? Rồi mở đèn lên đi. Đó, xác nhận cái này thực tế. Mình thấy là cái fully nó bao nhiêu HP ta? 16.5 cho tới 16.6, 16.7, đúng không? Là gần 1 HP so với nhất kia luôn. Gần 1 HP. Kinh khủng. Thật sự là đó là mình làm thực tế mình thấy. 16 mấy? 16.55 tới 16.70 gần 1 HP. Mình cảm giác là nó, mình nghe độ ồn nó không ồn nè, nó rất là chậm nóng, rất chậm nóng, và nó giữ ổn định ở 103 cho tới 105 độ C, và lên tới cái ngưỡng 105 độ C là ga cuối rồi, đúng không? Gần cuối là khoảng 50 giây cuối cùng, 50 giây cuối mới đạt 105 độ C, còn đa phần là từ 100 cho tới 103. Vậy xưa giờ mấy ông bán fully không chủ mình, đúng không? Fully rõ ràng nó có một cái gì đó khác biệt đó. Fully rõ ràng khác biệt thì sau này mình bán thì nhất nào hãng nào là fully tổng hợp thì rõ ràng là nhất tổng hợp nó xịn thiệt, đúng không? Vậy rõ ràng cái động cơ này nếu nói trên lý thuyết là nó phải đạt được 16.5 HP, nhưng mà do là thay nhớt không đủ chất lượng cho nên nó còn 15 mấy, nó mất HP, đúng không? Chứ còn nhớt nó có làm cái bản chất động cơ mạnh, động cơ gì nó làm đó, còn cái nhớt cũ là làm xe yếu xìu luôn đó. Nhớt cũ là chỉ có 15 thôi, mất đi đâu đó khoảng từ nửa cho tới 1 HP, đúng không? Còn thay nhớt mới là nó cải thiện nè, đa phần là từ 15.7 cho tới 15.8, 15.9 là khoảng dưới 16, có nghĩa là gần 1 HP. Còn nếu mà thay cái nhớt fully là rõ ràng nó đạt hiệu suất của động cơ tối đa. Rồi video clip của mình ngày hôm nay review nhớt và làm cái thí nghiệm này thì chắc là mình nghĩ là lần đầu tiên trên YouTube có người làm cái trải nghiệm nhớt giống mình, thì rất mong các bạn sẽ luôn đồng hành ủng hộ video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của ta. Nhớ cho bạn gái đi, không khỏi lòng nha. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.